Quang Hải đăng lại ảnh tình tứ với Huỳnh Anh giữa tin đồn dạn nứt. Quang Hải đăng lại hình ảnh tình cảm của cặp đôi sau khi xóa sạch hình yêu đương trên Instagram. Đêm ngày 23 tháng 8, Huỳnh Anh bạn gái Quang Hải đã đăng một bức ảnh màu sắc u tối, cảnh vật mờ mịt, nhòe nhòe lên mạng xã hội với chỉ một chữ bạc, khiến cho dân cư mạng lại bắt đầu tò mò về câu chuyện tình của cặp đôi. Mọi người đoán rằng đây là từ mà Huỳnh Anh ám chỉ bạn trai. Sau đó nhanh chóng vào trang cá nhân của cô nàng, như một thói quen, nàng đã thiết lập chế độ độc thân. Điều này cũng không lấy làm lạ, vì kể từ khi quen nhau, cứ mỗi lần giận dối, cô nàng lại bỏ ngay chế độ hẹn hò rồi vài ngày sau mọi chuyện lại trở về như cũ. Việc hủy chế độ hẹn hò như một cách thể hiện thái đủ khi cả hai có sự cái và hay săn đột gì đó. Chính vì hành động quen thuộc này nên NHM cũng không mấy hoang mang, nghĩ rằng cô sẽ đặt lại hẹn hò sau vài tiếng. Thế nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng, không những hot girl 1999 vẫn duy trì chế độ độc thân lâu hơn mọi lần mà về phía đằng trai, Quang Hải lần đầu xóa hết hình liên quan tới bạn gái mặc dù vẫn còn chế độ hẹn hò còn huỳnh anh thì ngược lại vẫn giữ mọi hình ảnh chụp chung với người thân của trang cầu thủ bên cạnh đó cả hai có hành động giống nhau đó chính là khóa bình luận mọi bức hình trên trang cá nhân không cho cộng đồng mạng vào chỉ trích còn nhớ trước đó một ngày huỳnh anh còn đăng hình vui vẻ với quang hải và ám chỉ anh là người khiến cô an nhiên nhưng mới nhất quang hải lại khiến các fan thêm phần bối rối tiền vệ tuyển việt nam lại vừa đăng tấm ảnh mình và bạn gái kể vai áp má cực tình cảm trên khán đài của sân vận động chuyện gì đang xảy ra với cặp đôi hot của làng bóng vậy